Nào, đến với trận G2 và Team Spirit chiều nay, trận chung kết. Hôm nay tôi sẽ lấy một cái góc nhìn để cho các bạn có thể hiểu hơn về tại sao kết quả trận đấu là như vậy. Bởi vì nhiều người xem thì tôi nghĩ tôi biết thừa, nhiều anh em xem thì anh em sẽ không bao giờ hiểu được tại sao mọi thứ nó là như vậy đâu. Xem là Snack này, à quên, đây rồi, G2 đẩy mid. Từ từ, tôi phải lấy một cái góc gọi là gì ấy nhỉ? Cái góc mà người ta sẽ quay cho mình. Enable Crucial. Đây à. Không phải. Nó tự quay vậy. Nút gì để quay nhỉ? Nó không có cái nút để auto ấy. Next camera. Ôi, đéo tự quay đi. Rồi. Đấy. Này là Rapiston. Rapiston này trông Team Spirit bắt bài khá là hay. Quả này Team Spirit setup rất là đẹp nhá. Đừng bảo Team Spirit lại thua đâu này. Thua làm sao được nhỉ? Đúng rồi. Rồi, Team Spirit setup đẹp quá. Quả này là G2 bị bắt bài. Các bạn nhìn đây, đây. Team G2 là ra chiếm mid đúng không? Đánh mid to B quả này. Nhưng mà vấn đề là bọn Spirit quả này nó lại bắn là một thằng ở ladder room, hai thằng trong B. Và bên phía G2 quả này đi đánh từ sót vào nhưng lại không check hết ladder. Nên để là Siro nó móc sau lưng. Và trong B lại có hai người và có một người móc ladder nữa là 3B, thì cái đường vào nó sót này cũng là một đường thẳng, cũng rất là khó để có thể sống được lâu. Đấy. Xong bắt đầu lại còn bị thằng ladder nó móc và con thằng ở window nó bách về rồi. Đấy, thấy chưa? Các bạn nhìn không? Zonic quả này nó bắn cũng lỗi. Nhưng mà vấn đề là nó được bắn quá nhiều. Và thêm là thằng móc và thằng Siro nữa. Tự nhiên là đội hình của bên phía của Team Spirit thành đẹp. Mặc dù là bên phía G2 trong round này tay vẫn khá là to. G2 thua Piston. G2 là... đỏ tay luôn. Thằng đôn ngày hôm nay bắn chính là nó vẫn bắn hay. Cơ bản bên kia lại có một thằng mẹ Monesi lại là một thằng bắn off. Những thằng tay to ấy nó chả sợ cái đéo ấy, nó chỉ sợ một thằng bắn off ghê thôi, thật sự là như vậy. Tại vì rifle khi mà đấu với off thì luôn luôn thiệt hơn. Các bạn không bao giờ khẳng định là các bạn cứ nhìn thấy địch là các bạn bắn vào đầu địch được, đúng không? Nhưng vấn đề là những thằng off nó chỉ cần bắn vào người các bạn là các bạn chết rồi. Chả phải ngẫu nhiên một khẩu súng đắt và một khẩu súng rẻ đâu. Đấy. Round này thì Eco tôi nghĩ là chắc không có gì nhiều để nói. Sẽ là một round thắng thôi. Trông có vẻ bên kia cũng không 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 có cơ hội để thắng round này lắm. Bên G2 của này trông khó quá, tại vì cái góc của Chopper nó đã đẹp quá rồi. Em ra là quả này sẽ không có nhiều điều để chúng ta xem. Tua mẹ đi cho nó nhanh đỡ mất thời gian. Rồi, đây là một round full buy của G2. Tôi sẽ xem một cái góc nhìn nào đấy của một ông đi đầu đi. Xem G2 triển khai đội hình như thế nào. Đại trưởng lửa để không cho đẩy mid đây. Đây là một quả lửa counter bởi vì nó biết rằng là bọn Team Spirit rất thích đẩy lên cái top mid này nên ra nó mới ném cái quả lửa này. Rồi, cháu đôn thì đang bắn nó kiểu tay to ở dưới hầm. À, xin flash đồng đội giặt ra để bắn nhau. Rồi, chiếm mid. Úi xồi rồi, các bạn nhìn thấy không? Khổ không? Ra mid khổ không? Monesi của này chạy làm đôi nhỉ? Tôi phải xem lại góc nhìn của Monesi của này. Đây, Monesi ra sau. Snack thì ăn một đống bom vào mồm, ăn một quả nết. Hai quả nết. Monesi bắn vào mồm. Monesi bắn bay quá. Monesi hôm nay bắn bay quá. Bắn mặt luôn mà. Hai mặt luôn. Thế là mấy anh bên phía của Team Spirit ra cương mid. Nhưng cuối cùng hai khẩu M4 rơi. Đéo giết được ai. Rồi, sót nhoi nhoi dạng nằm nữa. Thế là B clear, thế là hết round. Cái round thua này nó chỉ có đơn giản là bởi vì đơn giản là mấy anh Spirit thì nó muốn dồn nó bắt cái thằng Snuck ở đây này. Nó ném hai nết một lửa này. Nó muốn ăn thằng này, ăn tươi nuốt sống thằng này này. Xong một thằng ông còn ra mid kê thì cái thằng ở sót đây này là nó kê cái thằng Snuck. Nó đéo kê thằng Monesi. Thằng Monesi thực ra nó giặt ra nó cũng không định bắn thằng ở sót, mà nó đang nhìn xuống nối thì nó vẩy tâm ra nó bắn thôi.
Nhưng câu chuyện đơn giản là thằng Moxley nó bắn vào đầu, thế thôi, tay nó to hơn. Bên phía Team Spirit thì muốn đấu tay, nhưng mà lại thua tay thì cũng đấy, chủ động, gọi là gì nhỉ? Chủ động dồn đối phương ra một góc để bắn nhau. Nhưng cuối cùng bắn nhau lại thua, thì tất nhiên thôi, thế thì thua thôi chứ còn gì nữa. Video này được tài trợ bởi Skin Monkey. Skin Monkey là trang trao đổi đồ CS2 tự động. Các bạn có thể trao đổi đồ một cách dễ dàng và an toàn. Chọn đồ mình có và đổi sang đồ mình muốn. Bạn có thể lấy bonus bằng cách điền code BOMBMAN. Trao đổi trên 10 đô sẽ được bonus 0,5 đô. Đủ 100 đô bạn sẽ được bonus 5 đô. Giá skin ở trang này khá giống với cả giá skin trên Steam Market. Tuy nhiên, khi nạp bạn sẽ nhận được 30% bonus, thêm 5% nữa khi sử dụng code BOMBMAN, tổng cộng là 35%. Ngoài ra có thể lấy skin miễn phí hàng tuần và tham gia GA hàng ngày. Link của Skin Monkey mình để bên dưới, bấm vào để nhận ngay những ưu đãi tốt anh em nhé. Nào, tiếp tục xem G2 nào. Đấy, bên này toàn em với quả lửa ở gần đấy. Thằng Snack toàn em qua đấy lại bị rất, nó rất là sợ cái kiểu bị đối phương đẩy lên mid nhanh ấy. Nên ra nó toàn ném quả lửa lòng mid để không cho đối phương đẩy. Snack giờ bắn cái tâm bé tí nhỉ. Tâm này của thằng Don này. Nhiều người, rất nhiều người sử dụng. Của Nico hay của Don nhỉ, tôi không nhớ rõ đó. Một trong hai ông đấy. Đấy, round này thì vẫn là một key round này. Bên phía của Spirit nó vẫn full buy đầy đủ. G2 bắn cái lối này là một cái lối chơi chậm, chủ yếu là để chiếm map. Các bạn nhìn không? Nghĩa là sẽ chiếm cái mid này trước. Đây là một cái lối chơi gọi là cơ bản. Ở cái map thiếu Inferno là các bạn sẽ kiểm soát mid. Sau các bạn đánh đâu thì các bạn đánh. Nhà cái lối này sẽ là một cái lối chơi cũng là khá là khó, chứ không phải đơn giản. Đấy, bắt đầu bút nhau lên các kiểu. Xem đánh vào đầu đây. Rất nhiều lửa để chiếm nối bằng được. G2 có một cái trò là rất thích để vào nối, xong bắt đầu quắc quả smoke của chính mình ấy. Mình cái ném mẹ smoke vào rồi, đéo ra được. Xem mấy anh em này có qua không? Ủa, xong rồi. Cố qua. Đổi được một. Thằng Don nó vẫn còn sống này. Don, cháu Don chết, thằng mát tanh quả này hay quá. Quả này thằng đầu tiên là các bạn nhìn này. Thằng Nico đúng không? À Snack khôn lỏi, đi qua quả smoke bị bắt đúng không? Sao các bạn nhìn thằng mát nó bắn quả này ghê này. Quả này nó bắn chết này. Đấy. Vậy bắt đầu mồm Don ca luôn này. Don nó biết luôn cả chopper ở đâu luôn kìa các bạn. Đấy, nó ném quả lửa kìa. Rồi. Nó ném quả nết này. Đấy, chopper bắn yếu được Monaxi nhưng ăn quả nết chết luôn. Quả này là Hunter quả này. Đây là một tình huống mà lỗi đến từ các thành viên phía Team Spirit. 3v3 đúng không? Khổ cái ông tướng Siro này bắn quả này ọp trượt. Siro là đây các bạn nhìn. Đấy, vô duyên không? Thế là ông Siro bị bắn chết. Đấy. Chứ quả này mà Siro nhanh hơn và không bắn viên ọp trượt thì có khi là đồng đội đéo chết. Và nếu đồng đội không chết thì nó lại đưa về một tình huống 2v1, nó lại là một tình huống khác. Nhà công nhận giải này Siro bắn nhiều quả ọp trượt rất là vô duyên ấy. Tôi đâu biết giải thích nào. Ê, tôi xem buổi chiều tôi thấy thế. Đấy. Quả trượt thế là thôi, coi như là thua mẹ luôn một round đấu luôn. Mà thua round rồi là hết tiền. Hết tiền thì sẽ mất thêm một round đấu nữa. À, sẽ thua hai round liền. Cảm giác kiểu Siro phong độ không ổn định lắm. Rồi. Thế là ép đối phương yếu tiền được rồi này. Đẹp luôn. Quả này thì G2 biết rằng đối phương là hết tiền nên đâm ra là 5 thằng AK ra mít thật luôn. Phải công nhận thằng Snack là một thằng côn hay. Kiểu nó đọc mọi thứ rất là chuẩn đấy. Nói chung là thằng Snack thì anh em nào mà xem xét từ ngày xưa thì anh em sẽ biết Snack là một thằng rất quái của những năm 2014-2015. Ngày xưa nó bắn ở cái role gọi là Star Player các bạn ạ. Nó giống thằng Donka bây giờ ấy. Ngày xưa nó giống thằng Donka bây giờ ấy. Là nó bắn rifle. Tại vì hồi đấy là Vetus Pro of với chính là Pasabicep. Nhưng nó là Star Player. Mẹ nó lúc nào cũng được đặt vào vị trí rất là đẹp. Đấy, nó bắn tay to, nó bắn não to. Bắn rất là ghê. Nhưng mà bây giờ thì nó lại chuyển thành in-game leader. Nhưng mà tay thằng này cũng có bé đéo đâu. Quả này thì hốt eco thôi. Không thua được, này khó lắm, khó thua lắm. Anh em súng yếu bên set thì không khó ăn được lắm. Ui dồi ôi, nó biết thằng kia ở bên phải. Ui, nó ném con nết kìa các bạn, nó chết luôn mà. Hunter đẩy ra, chỉ đổi được một.
Cháu Don rất cố gắng. Các bạn thấy sự bình tĩnh không? Nó biết thằng Don ở đâu rồi. Nó đéo bao giờ nó đặt bom. Chả biết gì phải đi đặt bom cả. Đặt bom nó bị hâm ấy. Thời gian còn 50 mấy giây mà. Trong đó nhiều anh em những tình huống này rất là vội vội đặt bom. Sau nó vào nó bắn chết con mẹ thằng kê. Đúng không? Thằng này tay to chẳng hạn, nó lách cái quả smoke, nó bắn lấy cái thằng kê một phát đầu mồm. Nên nó spam vào quả smoke cái chỗ mà mình đang đặt bom, chết mẹ luôn, thành mẹ 1v1. Thì đặt bom làm cái gì? Đây là những tình huống mà không biết gì phải đặt bom cho quả smoke tan hẳn đi. Xong bắt đầu biết nó ở đâu, phải dồn nó vào một cái góc nào xấu thì bắt đầu mình mới đặt bom an toàn. Đang một tình huống loạn lạc của rất nhiều anh em giống như em Leopard. Vào bom chưa clear sai, nhảy thẳng vào đặt bom. Đấy là một cái tư duy chơi game rất là hâm. Khi mà thời gian còn quá nhiều. Thời gian còn tận năm mấy giây cơ mà. Quả này cháu Don lại gặp cháu Si. Cháu Si thì rất thích gặp cháu Don. Đấy. Họ lại trượt. Cháu Don lại không nhảy nữa. Biết là không nhảy được. Tại cái đường này nó hơi dài. Cháu Don qua luôn. Cháu Si ăn cháu Don ngay. Thằng Don ca này. Nó chỉ sợ những thằng bắn off king thôi. Bắn rifle mà đấu với off thì vẫn thiệt. Bắn rifle mà bắn lực với off phải bắn khôn. Chứ còn bắn rifle mà đã đọ phản xạ hay là đọ bất cứ cái gì với off đều thiệt. Không bao giờ lợi được. Rồi. Đấy, G2 vừa thắng một cái round đấu mà các bạn thấy khá đơn giản. 5 ông ra mid quắc thẳng lên nối. Rất bất ngờ luôn nhá. Đây là côn của Snack và đây là một tình huống Snack côn này. Các bạn nhìn đội hình này là các bạn biết này. Là 4 thằng DA. Một mình thằng Snack sẽ là biter ở đoạn cống này. Và bên phía của team G2 nó cũng ném smoke mid fake. Còn bên phía của team Spirit thì nó rất thích bắn cái đội hình. Nó là như thế này này. Nghĩa là nó thằng Don nó thích đẩy mid. Nó thích đẩy ra, nó bắn cương của mid để first pick người trước. Tại vì nó tin là tay nó to. Thì đúng là tay nó to thật. Nó đẩy như thế cũng hợp lý thôi. Để lấy thông tin. Đấy. Nên nó, đây các bạn nhìn Don này. Cháu Don đẩy lên này. Rất cục luôn. Nên bên G2 nó lại triển khai một cái đội hình. Đội hình này chắc xếp bài A thôi. Đấy, tí tôi cho các bạn xem. Nó có đúng xếp bài A không nhá. Đấy. Xem nào, hay bò chay lên. Đấy. Trong đó bên phía bên phía team Spirit. Đấy, nó tràn thẳng lên A luôn này. Xong bắt đầu smoke này. Nó đi đâu bắt đầu nó mới ném smoke lên đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy, bắt đầu ném lửa trong bom. Đây là kiểu cũng là một cái cách chơi. Tôi nghĩ rằng cách này cũng là một cách khá là hay. Khó chịu. Tại vì nếu mà thằng vừa nãy thằng solo bom là thằng nào nhỉ, mà đứng ở chân lầu ở đấy thì thôi, đúng là bắt buộc phải ra bắn nhau. Đây là các bạn nhìn này, nó ném một quả lửa đây, một quả lửa đây, quả lửa ste nữa, không cho đi qua. Sau nó tràn lên A. Đây là một cái bài tôi nghĩ rằng nó rất đơn giản. Và nó sẽ dựa vào nhiều về khả năng tay to đổi mạng. Và nó rất hợp với một team như G2, với bọn G2 đổi mạng. Hiện tại tôi nghĩ rằng là G2 là team đổi mạng tốt nhất thế giới rồi. Cái khả năng mà chết kill của nó quá là tốt. Navi không bằng đâu, chắc chắn là Navi không bằng đâu. Tại vì bọn G2 tay thằng nào cũng to. Cái lay up của nó là cảm giác kiểu nó đang... Đôi lúc chỉ cảm thấy thằng Hunter là nó thỉnh thoảng nó hơi thỉnh thoảng nó bắn nó hơi lỗi hơn một tí thôi. Còn lại tôi thấy team này nó đéo cái vị trí nào là yếu cả. Nhưng mà hôm nay Hunter bắn lại ghê. Thế nên ra là khi mà Hunter bắn ghê nữa thì cái team này nó chỉ có sát đao đối phương thôi. Đấy, nên ra nó sẽ đánh cái bài này rất là hợp lý. Nó dồn mấy cái thằng ở trong side, nó sẽ clear được vài vị trí và nó sẽ dồn bắt buộc phải ra bắn nhau. Mà bắn nhau thì kiểu hai cái thằng đi nhau, thằng Matt này bắn đéo thui trượt thế nào luôn mà. Đấy, thế là tự nhiên nó chiếm được A. Bên kia thì lại dồn người về mid nhiều. Bên kia là muốn bắn giữ mid để bắn retake A. Nhưng mà hình như mấy ông Spirit quả này bị tính sai một cái. Đó là cái round đấu này thì bên phía Spirit đéo có kit. Thường thì đây là những cái round yếu tiền như này mà không có kit thì bắn retake rất là khó. Tại vì gỡ bom 5 giây với gỡ bom 10 giây, đặc biệt là khi các bạn đối đầu với một team pro, cái chuyện đấy nó khó, nó giải quyết khó lắm. Tại vì không phải lúc nào các bạn có thể sắt đao được đối phương luôn, mà nó sẽ câu kéo thời gian được rất là tốt. Đấy, bắt đầu với Chana này. Đấy, bắt đầu vào này. Hunter đứng vị trí bắn nhau này. Đấy, Hunter quả này đen, Hunter thệ đen, sai tâm binh. Thằng Matt bắn quả đổi mạng tốt thật. Thằng Matt bắn quả đổi mạng. Đấy các bạn nhìn không? Nó chết phát là bắn vào mặt thằng còn lại ngay. Đấy, sau ông Snack thì bay tơ ở xa này. Đấy, Snack thì lộ mẹ rồi. Snack định móc sau lưng đấy. Snack quả rồi định khôn lỏi nó móc sau lưng, móc về city đấy. Nhưng mà thằng kia nó lại tham minh của Snack ra sai, đem ra lộ.
Thằng Snack cũng khôn cơ. Quả này nó lộ nhá, nó bình thường ai cũng nghĩ là nó sẽ ra sót để nó bắn nối sang đây. Nhà thằng Snack nó chạy một phát về nhà luôn, bởi vì nó biết rằng là bên kia sẽ nghĩ rằng là nó đi móc nối. Với cả hai nữa là cái quả bom này là một quả bom kín, em ra là có ra nối, chả để làm cái đéo gì cả. Bởi vì bom này bom kín mà nó vào nó vẫn gỡ được. Đấy. Rồi, thằng Matt đứng một cái góc này cũng khó nhá các bạn nhá. Rồi, Don ăn được Monesi rồi. Thấy không, nó vẫn bắn được một cái mặt nữa. Thấy không, các bạn nhìn nó câu giờ cái góc của thằng đấy rất khó nhá. Thằng Matt rất khó nhá. Rồi, xong, Zonic thua Nico. Đấy, bên kia gỡ bom, nhưng mà đây là gỡ bom 10 giây. Gỡ bom 10 giây mới cái khó. Đấy, Snack ăn được một. Ui dồi, các bạn thấy chưa? Cháu Don gỡ bom, quả này có kit thì bên phía của team Spirit thắng chắc rồi. Nhưng mà team Spirit nó lại... Sao nhỉ? Cái ra vừa rồi thực ra là nếu một thằng nào đấy chịu hy sinh một tí để lên kit thì lên được ngay. Nhưng mà mấy anh em này hình như là... Tôi nhớ nhầm là cái ra vừa rồi bên phía của team Spirit tất cả lên M4 hết. M4 và thậm chí còn up giáp 2 cơ, chứ đéo phải là up giáp 1. M4 và giáp 2 thì thật sự là... 3, 4 ông giáp 1, 1 ông giáp 2. Mà lên M4S thì nó không có tiền lên kit là hợp lý rồi, là đúng rồi. Nên cảm giác kiểu bên phía Spirit nó tính toán mọi thứ nó chưa tối ưu được ấy. Chưa quá kỹ. Làm gì có chuyện không giáp. CS chứ có phải Valorant đâu bạn, hả bạn. Nó chỉ là thằng nào giáp 1 hay thằng nào giáp 2 thôi. Đấy, thế là thua quả Kirao. Nhưng quả này bên phía G2 thắng cũng khá là chảy chật. Mất hết súng. Bên kia thì yếu tiền rồi. Đấy, lại giờ lại yếu tiền. Rồi. Xem tiếp round này. À, round này tôi biết phải xem ai rồi. Đây, round này thì bên phía của bọn guy nó lại quay về. Cảm ơn dấu tên nhá. Nó lại quay về chiếm map như bình thường. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Smoke nối này. Dấu tên đã rescan 50.000 đồng. Sau mốc nối để chiếm map, chiếm mid này. Đấy, nó đang muốn kiểm soát map. Nói chung là này thì bên phía G2 nó biết là bên kia yếu tiền. Nhưng mà cái lượng tiền hơn 3.000 này thì nó sẽ mua được lục giáp 1. Đấy là một điều rất là khó chịu. Đấy, các bạn nhìn nhau. Và đây, đây là một người vào sót này. Và đây là thằng Siro, các bạn nhìn không? Thằng Siro nó bắt bài này, thấy không? Úp mẹ mặt vào trước, thêm quả flash nó đéo mù. Thế là bắn phát ra mặt thằng Matt luôn, khổ thằng Matt phải nhìn ra. Tại vì cái góc của thằng Matt vào là phải check rất là nhiều vị trí. Cái góc này phải check rất là nhiều vị trí. Mà thằng này nó lại kiểu nó đéo bị quả flash. Quan trọng là cái quả flash vừa rồi nó dấu phải tên, mù cơ. Dấu tên đã không mù. 10.000 đồng. Em ra là hơi anh khó. Anh bom trai nghiêm cam ghi ác sơ cream 10 giờ 1 ngày new pro player chua A. Tinh ca game V và game C. Cam ghi ác NTN V anh. Thế em ra là quả này là... Thằng mấy cái donate anh không trả lời được nhá. Anh đang bận nhá. Tí nữa anh phân tích xong rồi anh em donate sau nha các bạn nhá. Đấy, thế là quả này nó phải check nhiều góc quá. Mà quan trọng là nó đang nghĩ là thằng kia sẽ mù, nhưng thằng kia lại đéo mù nên rơi mẹ một khẩu AK ra. Đấy. Sau đó cháu Don quả này lại biết được ông Snack là đã đi vào bên trái này rồi. Cháu ấy kê một viên. Quả này cháu Don bắn cũng ghê, tôi nhớ là như thế rồi. Ui dồi ôi. Chứ cái tình huống này tôi đang đéo hiểu tại sao Monesi kê trước mà bị nó bắn phát ra mặt nhỉ. Đây để xem từ góc của Monesi xem nó như thế nào. Đây, tắt X-ray này. Ua. Vai trưởng Monesi là cũng bị giật mình. Nó giật ra vừa đủ. Rồi nó kê xem có thằng nào bên phải không. Thằng Lord bắn ghê vãi. Mỗi thằng một viên mà. Úi xôi. Đấy. Thì bên phía của team Spirit tự nhiên lại thắng được đúng cái key round này. Nhặt được một đống AK. Tiền thì được cải thiện. Còn bên phía của G2 quả này thì hết gần hết tiền. Đấy. G2 thua quả này key round quá. G2 thua quả này quá là key round luôn. Rao này yếu tiền rồi. Siro lại có ọp. Siro kêu ọp lô B rồi. Rao này thì cơ hội cho G2 là không nhiều. Rất là ít. Tại vì toàn đi gồ đấy các bạn ạ. Đi gồ không giáp.
định bắt thằng Hòm nhưng mà bắt làm sao được, nó vẫn còn thằng này cơ mà, các bạn nhìn thấy không? Đấy, con này em smoke cho hỗ trợ, thằng Hòm kiểu gì nó chẳng về được, làm sao mà nằm được, khó. Để xem round này có gì hay không. Rồi, mấy anh em là muốn đi lên nối một lần nữa. Zonic lần này lại là người bắn nối. Chopper bắn cái tầm rộng đấy, tầm này để sấy, tầm này chắc sấy đi sướng. Thằng Don thì bắn ở lầu luôn, thằng Don toàn bắn mấy góc cương cương cương. Phải anh đài. Rồi, nhìn cái lưng khó lắm, bò chay lên này là phải phớt được người cơ. Chứ còn cái kiểu bò chay lên mà ít người hơn đối phương. Cái góc của thằng Chopper ấy đẹp hơn nhiều, tại góc ấy nó chuyển căn tham minh ra nó check thôi. Còn cái góc của bên phía của team G2 lên mà lại không có smoke gì cả, nên đâm ra là phải bò lên, sẽ phải check cả trước, cả sau, cả trái, phải. Nó sẽ xấu hơn rất là nhiều. Nên những cái góc đấy phải bắn Eagle theo cái kiểu là một viên vào mồm luôn ấy thì mới có cửa thắng trong round đấu vừa rồi. Đấy, thế là G2 bây giờ mới bắt đầu với full buy được full round. Yếu tiền thì nói là khá là dở, phải gọi là thua round với dở đấy. Còn round này thì G2 là đang muốn bắn theo cái thiên hướng này, các bạn nhìn nè, 3A 2B. Đấy, đội hình này thường là đội hình sẽ là fake B và đánh A, hoặc là fake A đánh B. Đấy, một trong hai phương án đấy. Nhưng bom ở A này thì đem ra là, để tôi xem nào, 6, 7. Đây rồi, ném smoke A, bom để A nhá, vẫn có hai ông đi lầu B. Thế thì quả này nhá, nó ném smoke rồi thì lộ A rồi, thì có nghĩa là nó sẽ double fake, nghĩa là nó sẽ ném một lượt turn, sau đó để thằng Hunter, thằng Nico lao lên bắn nhau như thật. Sau đầu để vội, để sau đó cho hai thằng này bắt thằng Magit ở bom CB. Nhưng mà bom thì vẫn là người đi A. Đấy, nó sẽ double fake hai lần để lừa đối phương. Nhưng cái câu chuyện là cháu Don của này cục quá, cháu đẩy mẹ luôn vào. Đấy, cháu lại bắn mẹ vào mặt ông Nico. Ờ, sau đó tiếp tục ông Hunter lên định đổi mạng thì bị cháu Chopper bắn vào mặt. Đấy, ngoài thằng Don nó bắn cũng cục cơ, cái tham minh đấy nó lao vào. Thằng Chopper thì cover của này cũng tốt, đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, cục fake thì có fake ra thành công đâu, chết mẹ cả hai ông. Thằng Magit của này nó cũng lì cơ, nó đèo bách về. Bởi vì sao? Bây giờ bên kia nó, bom thì không thấy đâu. Sau đầu thằng một thằng đẩy được lầu A, Ram vẫn giữ được bình thường, có thấy địch đâu, thế nên nó thằng này nó đèo bách về nữa. Chứ nếu mà quả đấy mà Nico với cả Hunter lao lên mà lại ăn được người đi, chắc chắn là bên phía của team Spirit tôi nghĩ sẽ bị lừa thôi. Nhưng mà cái câu chuyện lại đéo ăn được ai. Đấy, quả này là định double fake là hai ông này mà chết đổi được mạng là đẹp thôi. Sau đó hai ông này sẽ ra đây để cố bắt thằng B để fake một lần nữa để cho nó back về đây, back về đây. Đó, bắt đầu thằng bom bắt đầu bò lên A. Cũng khá là phức tạp đấy, rườm rà đấy. Đấy, hai anh em tưởng lừa được nó đấy, các bạn nhìn thấy không? Snack với cả Matt là quả này nghĩ là bọn này bị lừa rồi, thằng Magic bị lừa rồi. Nhưng mà cuối cùng đi qua thấy nó đứng ngay sau quả smoke, định hack não nó đấy. Cuối cùng này không hack não thành công, thế là thua thôi. Quả này Monaxi mất off, Monaxi mất off, còn không được cộng tiền. Bạn nhìn, $400. Quả này yếu tiền, rau này yếu tiền, nếu có gì nói tôi tua mẹ cho đỡ mất thời gian cho anh em. Còn Glock bắn đeo gì, đấy các bạn nhìn đâu. Ui rồi Glock còn gặp thằng Don nên các bạn đeo. Cùng Glock đi bắn nhau với thằng Don thì thôi, nó lại hạnh phúc quá. Cũng kiểu người ta gọi là chỉ biết ước đấy. Những trường hợp đấy đúng là chỉ biết ước luôn đấy các bạn. Ok, tiếp tục nào. Quay trở lại trận đấu nào. Đây, full buy đến từ G2. Không biết là round này thì G2 triển khai lối chơi như nào. Combo này của thằng Matt đẹp thế, màu xanh đẹp vãi lìn. Thằng Matt lại bắn ghê thật. Bọn G2 moi được thằng Matt này về làm thay đổi hẳn bộ mặt. Hai bản hợp đồng của G2 đó là Snack và Matt đều rất là xịn. Thằng Snack thì rất là khôn, rất là quái, tay không bé, xử lý cuối cực tốt. Mẹ thằng Snack xử lý cuối thì thôi, không chê vào đâu được.
Ông Matt này thì đúng theo kiểu bắn theo kiểu Uncle ấy, nó giống kiểu GKS nhưng mà phiên bản nâng cao, trẻ hơn, tay to hơn. Mẹ, chứ còn cách bắn của thằng này thì với GKS thì cũng xem nhau đấy. Nhưng thằng này nó trẻ hơn, tay nó to hơn hẳn luôn đấy. Thằng này tay nó phải mẹ gần bằng thằng Don ấy. Tôi nghĩ là như nó phải như thế. Rồi, Zonic cường mid, bắn phát vào mặt là snack luôn. Bắn cũng láo đấy, thằng Zonic bắn gọi là láo đấy. Đấy, đơn giản là các bạn nhìn cái đội hình của bọn Spirit nhá, là hai thằng ở trong B, hai thằng ở trong A, đéo một ai ở mid, đéo ai ở nối. Không có ai cover cả, mà nó một mình nó đứng giữa cái shot để nó bắn nhau là nó bắn láo. Nhưng mà bên phía G2 thì không nghĩ là nó sẽ có một mình, các bạn hiểu không? Bọn pro player thì đéo là nó nghĩ chuyện đấy xảy ra, nó sẽ nghĩ đơn giản là mẹ chắc chắn là xung quanh phải có một thằng nào cái cover thì nó mới đứng như thế. Chẳng qua là thằng Zodic nó cái suy nghĩ của nó cũng là bọn G2 nó hay có một cái trò là cho thằng Snack ra mid một mình ấy các bạn. Sau đó mấy ông còn lại đi với nhau ấy. Nên là thằng Zodic nhiều lúc nó cũng chỉ nghĩ đơn giản là mẹ chắc chắn là có mỗi mình thằng Snack ở đấy thôi. Thế nên đâm ra là mình ra mình đọ mẹ tay thì mình ăn được Snack, mình sợ đéo gì. Thì đúng rồi, nó ra giữa mid nó bắn phát vào mặt thằng Snack luôn ấy. Chứ nó làm sao nó cũng không nghĩ là bên phía của G2 nhiều như thế này đâu. Bởi vì nó, nếu mà đông như này phải có người ra đổi mạng rồi cơ. Nên mất mẹ Snack ngay thì rất là sớm. Zonic cũng yếu hơn mà. Tại Zonic chứ đéo phải Zonic. Zonic. Rồi, G2 lại chiếm mid như bình thường thôi. Nói chung là cái chiến thuật chiếm mid này sẽ là chiến thuật phổ biến nhất trong cái map Thiếu Pirate. Bắn ở CS thì các map đa phần là các bạn phải chiếm hết mid. Không chiếm được mid, các bạn bắn rất là khó. Map gì cũng thế thôi. Tại vì mid, các bạn chiếm được mid thì các bạn hoàn toàn có thể đánh vào mid to B, mid to A. Đấy, đúng không? Các bạn sẽ có hai phương án và các bạn sẽ kéo giãn được cái đội hình của bọn CD Side ra. Nó sẽ không đứng được theo kiểu là đứng kiểu nó sẽ không bắt bài được quá đông A hay là quá đông B. Và cái đặc điểm tiếp theo ấy, khi mà các bạn chiếm được mid ấy, thì nếu các bạn đi vào nối ấy, chẳng hạn thì trong bom xe A nó sẽ bị ở sườn. Thế nên ra là chúng nó sẽ phải đổi những cái vị trí đứng khác, nó sẽ không được đứng những cái góc quá đẹp. Đấy, bọn G2 thì rất là thích đánh cái bài mid to A này. Mid to A là một bài mà bọn này rất là thích đánh. Đấy. Hơi đen được. Ô. Tôi vấn vào cái gì nhỉ? Từ. Tôi vừa ấn vào cái gì nhỉ? Tốc độ highlight à? Bỏ mẹ rồi, làm nào tắt cái này nhỉ? Đây à? Ôi trời chết. Đây cái ấn nhầm mắt đi mà. Cay thật. Ấn nhầm. Lỡ tay ấn nhầm cái mà. Đây. Đây 64 đây đúng không? Đây các bạn xem, quả này tôi sẽ cho các bạn xem góc nhìn cháu Don. Đấy không, các bạn nhìn thấy không? Nó đi từ A, nó đi ra bên nối, nó có đi thẳng đéo đâu. Nó đi vòng về City nó mới đi ra để đỡ bị nối nó bắn, nó không bị cái tham minh dở người. Đây. Don đẩy lên này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thằng Matt quả này đen. Bởi vì đơn giản là thằng bên kia chạy sang thằng chạy sang bên trái. Ste sẽ có nhiệm vụ nhìn về bên này. Với là hai là thằng Don ca này nó băng qua quả lửa một tí. Có nghĩa quả lửa lúc bay vừa chạm vào chuẩn bị cháy thì thằng Don nó băng qua. Nên về lý thuyết là cái góc này của thằng Matt giạt ra nó sẽ clear bên phải rồi. Bởi vì có quả lửa ném rất là đẹp. Cuối cùng lại không clear. Úi dồi ôi, xong cái đó này ông Nico thì bắn vào gáy ông Hunter. Ông Hunter bị ông Don bắn đã đau rồi. Thêm một phát của Nico bắn vào gáy còn đúng một máu luôn mà. Khổ quá ai. Các bạn nhìn, khổ thôi rồi luôn. Ôi, Hunter bị Magic bắn chết luôn. Đấy, quả này hai ông nối tự nhiên bị kẹp. Đấy, các bạn nhìn không? Đấu off, nhưng mà bây giờ là 4v2 hơi khó. Thằng Siro nó còn chưa lộ. Đấy, là thua. Nói chung là cái round này thì G2 bất lợi nhiều cái. Một là họ mất người từ sớm. Chứ còn nó đổi mạng thì khá là nhanh. Một là nó mất người sớm. Hai là đến lúc lên thì đấy, nó lại mất thêm một thằng nữa. Rất là nhanh. Mặc dù đổi mạng được nhưng mà Hunter thì lại yếu quá. Nên ra là cái round lên nối này về mặt bắn nhau thì nó gọi là bắn thế là được rồi. Còn cái góc đứng của nó xấu quá. Cái vấn đề là góc đứng của bọn gai xấu quá. Đây, ui dồi ôi. Đây là một tình huống giờ tôi mới hiểu.
Chiều nay tôi xem tôi chưa hiểu. Tôi đang chưa hiểu tại sao thằng kia lại chết, thằng Siro lại chết. Thằng Donka ném nét phá smoke cho thằng Siro. Thằng Siro lại ăn quả flash ở đâu ấy? Từ từ. Sao lại có một quả flash ở đéo đâu nhở? Thằng Donka, thằng Siro là hai thằng này phối hợp với nhau. Một thằng ném nét phá smoke để thằng kia lấy off pick người. Đấy, ném nét này. Có một quả flash. À, đen thật. Không, quả này người ta gọi là đen chứ không phải là chiến thuật. Hai quả flash được ném ra từ T-side, từ bom xe A ném qua mái. Thì quả nét vừa phá được quả smoke thì thằng Siro ăn đúng quả flash giữa mặt. Thế là ra Snack nó ăn được luôn. Và đấy là thực ra thằng Snack cũng đéo biết là bọn kia có cái bài đấy ở cái round này đâu. Chẳng qua là nó búp flash ra để thằng Snack phi, gọi là tại vì thằng Snack cầm Mark 10. Ở Mark 10, cái khẩu súng này nếu mà các bạn bắn ở đầu mid xuống đến window thì các bạn bắn rất là yếu, các bạn hiểu không? Nếu mà khẩu Mark 10 này các bạn đứng ở đây nó rất là tệ. Nên là thằng Snack nó xin hai quả flash để nó phi xuống gần nối này, nó quẩy cái khu vực nối này nó sẽ hiệu quả hơn. Thì đúng cái round đấy thì hai anh em kia rủ nhau ra, bố mày phá smoke cho mày bắn off pick người này. Vừa phá quả smoke thì đúng lúc có quả flash thì mẹ đừng ném. Đây quả flash nó ném từ đoạn này này các bạn. Ném qua cái mái này này, nổ. Nên là âm ra là cuối cùng ông Siro trắng phớ đứng giữa đường tự phá nết để cho Snack ăn. Chứ quả này lúc tôi xem tôi không hiểu. Bởi vì mẹ mắc 10 sao lại ăn được thằng op ở window là thế đéo đó nhỉ, vô lý nhỉ. Cái trường hợp nó cực kỳ khó xảy ra ở chuyên nghiệp các bạn ạ. Rồi thằng Snack nó lại còn nhanh nữa. Úi dồi ôi. Thế là nó làm hai nháy luôn. Hai tình huống của nó kỳ thật. Nó ăn được window, đồng đội lao lên đổi mạng bom xe A, thế là xong. Đấy, quả này thì cứu bom thì nhưng mà rất là khó. 1v2 nhưng mà vẫn khó lắm các bạn. Quả bom đặt lại còn vãi đái ra cơ. Giờ Zonic cũng không có nhiều thông tin. Bom này đối phương có thể đứng lầu, có thể đứng ram, đứng đâu cũng được. Khó. Đấy, 4-5-7 là một tỷ số đẹp. Cái round vừa rồi rõ ràng là G2 yếu tiền. Nhưng mà các bạn thấy không, thằng Snack nó có một phương án khá là dị. Nó đi mắc 10 đi một mình, bốn anh em còn lại đánh lên A. Thường thì cái bài đánh 4A mà ném phun bom xe A ấy, người ta chỉ dùng khi mà các bạn tù lắm rồi. Các bạn gần như kiểu các bạn khá là tù túng về chiến thuật thì các bạn không đánh kiểu khác được. Thì các bạn sẽ về cái chiến thuật cơ bản đấy. Bởi vì chiến thuật set phun bom xe A được một cái là khả năng các bạn đặt được bom sẽ rất là cao. Đấy, có nghĩa là các bạn sẽ đặt được bom. Nhưng mà các bạn có thủ được bom không thì nó lại là một câu chuyện khác. 5-7 tôi nghĩ là bắn minty sai kết quả này cũng khá là ok thôi. Trận này thằng Don có quả highlight Eagle. Không được kéo G2 nó phải được 7 round. 8 round. Chứ không phải là 5 round. Đó. Xem pistol nhá. Đây tôi sẽ cho các bạn xem vị trí Snack. Chứ hôm nào tôi rảnh tôi sẽ ngồi gọi là phân tích một video của Snack đi. Thanh niên này bắn lâu B mid-rate hay vãi. Thằng này bắn lâu B mid-rate hay vãi. Nhà góc này cũng khá là đẹp. Góc này trông thôi nhưng mà bị bắn vào mồm khó phết đấy. Đấy, đối phương thường sẽ đặt tâm cao hơn. Ra sẽ đặt cái tâm ở trên cái ô tô. Rồi, bên kia là muốn đánh B rồi. Đấy, các bạn nhìn đâu, chopper fake A. Và bên phía G2 nó cũng dị cơ. Cái round này nó ra hết mid. Nó cương mít, nó bỏ mẹ bom xe luôn mà. Rồi, thằng Snack nghe thấy là đối phương đi B rồi. Ăn flash trắng, phớ, và nằm. Đấy, mọi thứ đang là rất đẹp đúng không? Rồi, thôi xong. Quả này là bên phía của team G2 back về nhanh quá. Đây là một tình huống bên phía G2 back về rất nhanh luôn này. Các bạn nhìn, số 9 này tanh vào. Cháu đôn quả này bắn cũng hơi tốn đạn. Đấy, cháu đôn 3 viên đang thay đạn này. Thì đối phương đã ngay cửa rồi. Cháu đôn ra chết luôn. Và bọn G2 nó bắn pistol ghê vãi trưởng luôn. Đấy, các bạn nhìn Hunter đi cô nhá, thằng đéo nào tay nó cũng to ấy. Cái kiểu bắn pistol toàn mặt như này ấy, thằng nào tay phải to phải bắn được như vậy. Các bạn nhìn rõ ràng 5v4 clear được bom CB rồi đúng không? Xong bên kia nó chạy về nó làm một đường bắn nó chết hết luôn. Thì có nghĩa là sao? Bình thường nhá, cứu bom CB không phải là một điều đơn giản. Đây bọn em về nó bắn toàn một viên vào mồm luôn thì chịu. Tay của bên phía G2 là to và đều hơn bên phía của team Spirit. Team Spirit thì thực ra là tôi chỉ thấy là thằng thời gian gần đây ấy, thằng Don này là một thằng tay to này. Đúng không?
Còn lại kể cả Zonic, Chopper, Chopper thì nó in-game leader chưa bao giờ là người tay to rồi. Zonic với cả Magic thì nó là một mẫu player cũng gọi là bắn chắc tay thôi. Chứ không so được với cả thằng Mét này, thằng Mét với thằng Nico này bắn kinh hơn nhiều. Bên này có thằng rồi lại còn Siro phong độ không ổn định lắm. Siro lại không thể bằng Morrissey được. Rồi kể cả vị trí của Chopper so với Snack các bạn sẽ biết. Đấy nhá. Donka với cả thằng Mét này là ngang ngang nhau này. Thằng Donka nhỉnh hơn một chút. Đấy, còn Nico thì chắc chắn là hơn Rifle bên kia rồi. Nico với Hunter là hơn rồi. Đúng không? Morrissey là hơn được ông Siro rồi. Morrissey bây giờ là nó trẻ hơn. Nó nhanh hơn, nó phản xạ nhanh hơn. Nó lại còn mẹ bắn nó còn dính hơn. Đấy, còn thằng Chopper thì không bằng Snack được. Bởi thằng Snack này, các bạn nhìn nó bốn mạng thôi. Nhưng thằng này mẹ mày về mặt chiến thuật, với cả đọc tình huống thằng này làm rất là hay. Có nghĩa là nó hack não bên kia rất là tốt. Thằng này là một cái thằng nó gọi nào nhỉ? Nó thông minh ấy. Còn ông Chopper thì, thằng Chopper thì nó sẽ giống kiểu của tôi ngày xưa hơn. Nghĩa là một người gọi là sẽ có nhiều bài vở. Và hai là sẽ setup nó sẽ theo một cái lối. Chứ để đi counter đối phương thì nó sẽ không phải là điểm mạnh. Kiểu là như thế. Chopper trước giờ cũng không phải là một người bắn theo lối chơi quái. Snack thì vẫn là một cái thằng quái hơn rất là nhiều. Mấy cái thằng quái ấy. Nó côn tim nhiều lúc nó sẽ có những cái quyết định bất ngờ lắm. Thì các bạn xem hết cả 3 trận các bạn sẽ hiểu. Đấy. À, yếu tiền rồi, round này toàn lục để tôi đéo xem, để đỡ mất thời gian anh em. Thua đi, kiểu gì chả win. Thua thế đéo là được. Đấy. Đang có ra mid không? Đấy, mấy ông lòng vòng lại VA này. Rồi ông Nico với ông Matt, ông bắn cho nó bắn chết hết này. Đấy, Matt này. Đấy, Nico nữa này. Monesi này. Đấy. Rồi đến ra full buy bạn 7 đều nhá. Đấy, bên kia nó ném qua lửa để không cho Nico đứng cái góc này. Bên kia là cái kiểu là muốn bắt thằng Snack. Cái lối chơi mà đi kiểu ba ông mà đi lầu B như này nó rất là bị tù. Tại sao nó bị tù là bởi vì các bạn mất ba người lầu B thì các bạn sẽ không có nhiều thông tin ở cái khu vực lầu A với cả khu vực ở Aram này. Tất nhiên là không phải lúc nào chúng nó cũng đẩy. Nhưng đến lúc mà các bạn muốn về mấy khu vực này các bạn vẫn phải check lại. Rất là cẩn thận, rất là mất thời gian. Trong đó bọn G2 thì nó bắn cái đội hình cũng thuộc dạng là bố mới biết mày làm gì đấy. Đó, các bạn nhìn không? Này, A bỏ trống, cái thằng Matt đứng một phát ở cái khu vực connect luôn. Đúng không? Nico nhảy mẹ xuống công, Monesi giữ mid, bắn 2B, vẫn đủ người. Đấy. Snack nó vẫn nhảy check đây. Đấy. Còn hết giữa mặt rồi, mấy anh em kia đau. Ôi, nó nhìn thấy, nó lại thả quả smoke. Nó lại xùi. Rồi, Hunter bắn hỗ trợ. Vãi lìn. Các bạn nhìn thấy không? Thằng đầu tiên nhảy xuống thì bị thằng Hunter bắn chết. Bây giờ là Snack nó lại lần. Mấy anh em kia lại phải lùi về. Đấy, đầu tiên thì ăn một quả nết giữa mặt này. Yếu rồi, đã yếu rồi. Xong rồi ra định đuổi này. Thằng quan trọng thằng Donka này. Các bạn nhìn thấy không? Thằng tanker mà nó ăn được người. Rất dễ bắn. Nhưng mà thằng tanker chết một phát thì những thằng sau đéo ham ra các bạn nhiều. Thằng Hunter còn lại cover rất hay. Trong đó ở mid thì thằng Monesi đéo hiểu làm sao mà nó lại ăn được cái thằng mid nhở. Từ Monesi, Monesi phá smoke ạ. Nó block quả smoke của bên kia. Thế là quả smoke thành lỗi. Bên kia thì tưởng là smoke window rồi đúng không anh Chopper. Úi giời, anh Chopper tưởng là quả smoke window ngon rồi. Mẹ thằng này trích tip vãi lìn ạ. Tưởng là quả smoke window ngon rồi chạy ra. Thì đúng thật, chạy ra nếu mà cùng quả smoke window và quả smoke top mid thì làm sao mà chết được đúng không các bạn. Đây nó lại block làm quả smoke window rơi con mẹ mới xuống dưới thành lỗi. Thế nên ra là còn mỗi quả top mid thôi. Do nó spam để thì nó nhìn được. Kiểu nó spam thì nó có cái lỗ của đường đạn ấy. Nó nhìn được nó sấy chết luôn. Thành mẹ 5v3. Bom B thì đeo chiếm được. Mid cũng nằm đấy. Nó bây giờ bị cầu mau yếu. Chưa chiếm được B. Thế là round này mấy anh em bên Spirit đi xếp súng luôn mà các bạn. Đấy, về xếp súng thì nó xếp súng thôi. Sau sau bắn nhưng mà xếp súng rau này nó không hợp lý lắm. Bởi vì các bạn giữ được 3 AK thật nhưng mà cái lượng tiền đồng đội nó yếu quá. Với cả hai nữa là cái lượng bom rau này rau sau nó sẽ không mua được nhiều. Đây các bạn nhìn này. Đây bây giờ power này. Đây các bạn nhìn chưa?
full buy này, có được cái gì? Hai flat một lửa, một lửa, một smoke, một nade. Có cái đéo gì đâu, chắc là có thêm một quả smoke nữa vừa ném ở window đấy. Chắc là thế. À không. Không có smoke window luôn, hình như lại bị nó block hay sao ấy. Rồi, tôi mó thử xem nào. Quả smoke window lỗi ấy. Lỗi, trời ơi, đấy, fail pro player. Các ông bắn đến chung kết rồi, các ông ném quả smoke window nó còn thế này thì trách ai. Chính xác bên team Spirit ném lỗi bom trận này nhiều nhá. Nhiều luôn đấy. Cái quả trước đấy là do thằng Monaci nó khôn đúng không? Thì đéo nói. Nhưng quả này là tự ném lỗi đấy chứ, làm gì có phải do thằng nào đâu. Thằng Nico ra là quả smoke đã lỗi rồi. Đấy, smoke lỗi rồi. Lại muốn đánh B hay sao ấy? Mấy anh em lại đoàn quân đấy, gọi gì đâu. Lại dùng rắn lên mây rồi, lại chuẩn bị về B. Đây. Còn một ông có quả smoke nữa này. Ông Magic này. Đấy. Lỗi một lần. Lần hai bị block à? Đúng rồi, lần hai bị block à. Thằng lại một lần nữa, cái thằng Monaci nó lại làm cái trick khó chịu thật. Đây là lần hai này, ném quả smoke này, các bạn nhìn. Và sao quả này tự nhiên nó lại mắc? Đây, các bạn nhìn nó đón quả smoke này. Thế là quả smoke bị thành mẹ one way luôn. Tò vai lịt luôn. Cay thằng Monaci chưa? Nhưng mà vấn đề là thằng Magic này ném quả smoke nối này vẫn lỗi. Quả đấy, quả window thì bị block đúng không? Thì đây, thằng Magic ném quả smoke ở connect này. Này, các bạn nhìn quả smoke connect này. Đây là quả smoke che connect này. Nhưng mà đây, lại bị thằng Matt nó block. Ủa, thế là bên phía của team G2, quả này không phải nó lỗi. Mà quả này là bị block. Khổ thật. Quả này bình thường nó nảy như này này các bạn ạ. Nó sẽ nảy một nhịp nữa về đây này. Là nó sẽ che cái cửa. Thằng Matt nó đứng con mẹ ở đây. Nên ra cái quả này nó nảy phát vào người thằng Matt. Nó rơi ở đây. Thế là cuối cùng hai quả smoke bị block ném bài. Thì đều bị nó block làm thành hai quả smoke lỗi. Đéo có ý nghĩa gì luôn. Bây giờ mid thì nó vẫn nhìn được thoải mái đúng không. Thằng nối nó cứ kê thôi. Bởi vì mid nó vẫn đang có thông tin. Đấy, nó rủ nhau ra cương luôn này, các bạn nhìn bọn G2. Bởi vì nó nhìn được beat, đấy, ra là bắn luôn này. Này thì đòn này, cháu đòn khổ vãi cả đái ra. Thấy không? Bởi vì đơn giản là chuẩn thì là một quả smoke window. Một quả smoke ở connect thì đi ra beat đúng là chuẩn là đẹp. Nhưng mỗi tội là ra beat thì đéo thấy quả smoke window đâu. Quả smoke window thì hở. Bên thằng kia, thằng Monaci nó nhìn được beat một lúc lâu. Sau nối thì quả smoke nối cũng bị nó block, cũng thành hở. Thế là cuối cùng nó đi ra rất là thoải mái. Tại vì chúng nó có thông tin nhiều. Bọn gai thông tin nó bắn. Còn sao lúc đầu tôi xem tôi bảo đéo hiểu sao pro player ném đéo thì ném hai quả smoke đều lỗi. Bây giờ xem mới hiểu. À, quả ra là không phải nó ném lỗi, mà đơn giản là thằng Monaci block một quả với thằng Matt block một quả. Không nhận là bọn này nó hiểu bọn Spirit quá. Mọi người nó hiểu bọn Spirit quá. Rồi Spirit yếu tiền. Rồi chắc muốn đánh A nhanh này. Tầm này là Tech Knight là cũng bắt đầu là nghi ngờ về bản thân rồi đấy. Khi mà các bạn thua một vài round như vậy là các bạn sẽ nghi ngờ về nhân sinh ấy. Rồi Matt. Rồi xin chỉ đổi được 1. Nhà vẫn còn thằng Nico nha. Toàn thằng tay to mà. Mấy thằng này toàn thằng bắn tay của tay to đấy. Bạn nhìn đâu. Bắn toàn viên đầu tiên nó bắn mẹ vào mặt rồi. Rồi sao. Đầu tay thì đúng kiểu G2 thích quá. Bọn G2 về mọi mặt là nó to hơn. Tay nó to hơn so với ở cái bọn Team Spirit này. Giờ thì sống mid gần rồi. À lửa window. Đấy à, dập vào lửa để ra bắn nhau. Dập vào lửa xin một flash để ra bắn nhau. Này thì smoke cũng ok rồi nhá. Xem có phá nết đâu. Vẫn muốn đánh lầu B. Bên kia cũng cái kiểu là rất muốn quét vào vị trí của Snack. Bởi vì bọn Spirit này nó nghĩ rằng thằng Snack là vị trí yếu nhất. Đơn giản là mấy thằng còn lại, thằng đéo nó tay nó cũng to, đánh vào vị trí của chúng nó rất là khó. Thì muốn là mình đè tay, đè mạng, đè đổi mạng. Và bọn nó cũng biết là thằng Snack hay bắn solo. Nên ra là muốn quét vào vị trí của thằng Snack này. Đấy, nhưng mà thằng Snack này trả bom mìn cái thứ cũng hợp lý. Đấy, nó nhảy check này, các bạn nhìn thằng Snack này. À, lộ bắt này, ui dồi ôi. Chả có smoke lần, úi giời ơi. Bắt đầu ra, rồi ăn được một là snack khôn. Các bạn thấy chưa, khôn không? Mẹ nó di chuyển quả, mẹ thề với các bạn.
nó đéo có trong trong sách vở đâu. Mẹ nó chạy về nó lại lần và chính quả sớm mốc của nó đi sang, nó bỏ thằng đằng sau ra, nó bắn thằng nhảy xuống sau đấy. Bây giờ là thành 1-3-3 này. Rồi, Nico bắn lỗi, ok chưa? Thành 3-2, nhưng mà thằng Monesi kê khẹp, bắn quả ghê quá. Rồi, Monesi kê khẹp, bắn quả vãi lìn mà. Phản xạ Monesi tốt quá, phải công nhận. Thằng này bây giờ phản xạ nó là... Về bắn off thì thằng Monesi bây giờ tôi nghĩ là về phản xạ chắc là nó tay 1 rồi. Phản xạ nhanh, thằng này mạnh về phản xạ. Zaygu thì mạnh về độ chính xác. Độ chính xác của thằng Zaygu cao hơn. Đấy, sau thằng này nhảy ra này, các bạn nhìn quả này hai anh em nó phối hợp quả vãi lìn này các bạn nhìn nhá. Đâu, nó ném qua flash này. Đâu, quay mặt đi. Úi dồi ôi, làm sao mà thằng Magic nghĩ ra được. Mà đến cái quả retic bom như vậy rồi mà chúng nó vẫn ném flash cho nhau. Đấy, nó vẫn một thằng múp flash. Rất bài bản. Đấy, các bạn nhìn. Rồi. Mét chết. Này nhảy ra luôn. Đấy, quả này hơi đen cho Siro. Siro bị mất một cái timing. Đây các bạn nhìn là Siro, các bạn sẽ hiểu. Siro chỉ biết là thằng Monesi nhảy ra thôi, chứ mà Siro không đây, đúng lúc Siro giật vào này. Đấy, ăn phát thì thấy thằng Monesi nhảy ra thì nghĩ rằng là nó nhảy sang bên trái, tại vì nhìn thấy hướng nhảy của nó là sang bên trái. Nhưng thằng Monesi nó nhảy ra nó lại giạt sang bên phải này. Nên ra là cái lúc giạt ra này nó không lộ tiếng. Tại vì cái nhịp giạt ra này nó không lộ tiếng, nó chỉ lộ đúng cái đoạn nó nhảy ra là ông Siro nhìn thấy. Nên ông Siro kéo tập ra luôn, nghĩ rằng nó nhảy mẹ sang bên trái rồi, thì ông Siro bị tự tin ngắm bên trái. Thằng Monesi nó lại ở bên phải. Nhưng quả cứu bom này thấy rằng là bọn thứ hai nó bình tĩnh thật. 2-3 cứu bom rất bình tĩnh. Công nhận là cả phản xạ của thằng Monesi cũng ghê. Giờ nó phản xạ nhanh mẹ nhất rồi, còn thằng đéo nó hơn được nó nữa. Bắn mấy cái khe bẹp bắn ghê vậy. Mười một bảy kiểu sprint hôm nay bắn cứ bắn bên tấn công là đéo lên nổi. Bọn gái nó bắn thủ kiểu tay nó to với cả nó cảm giác kiểu nó bắt hết bài ấy. Bên phía sprint cứ toàn kiểu là sao nhở, là kiểu cái chiến thuật của bọn sprint nó bị đơn giản quá ấy, các bạn. Team sprint cái lối chơi của nó là giống như Na'Vi ngày xưa ấy, là bắn rất là chậm, chiếm map kê đầy, sau đó sẽ cố gắng bắn đổi mạng. Nhưng mà cái điều đấy thì bọn G2 rất là mạnh. Nếu mà bắn đổi mạng như thế thì G2 rất là mạnh. Cái thứ hai nữa là ngày xưa bọn Na'Vi cái thời đỉnh cao ấy, nó có một đặc điểm là nó có một thằng là thằng Sipo. Tính đột biến của thằng Sipo cực kỳ cao. Nghĩa là thằng Sipo nó hay có mấy cái góc kê ở giữa đường kiểu dở người ấy. Nó sẽ kê những cái logic của nó ấy, và nó bắn được. Thì hiếm ra là tính đột biến của thằng Sipo rất là cao trong một cái đội hình như vậy thì nó sẽ bắn hiệu quả. Và cái thứ ba nữa là thằng Mumbit cũng là một cái thằng khôn lỏi, nó cũng giống kiểu thằng Snack cái này. Nhưng mà thằng Mumbit tôi nghĩ là tay thằng Mumbit thì lại đéo bằng thằng Snack này được. Thằng Snack này tay to hơn. Bởi vì cái thời điểm mà thằng Snack này nó vẽ vô địch thế giới thì thời điểm đấy là thằng Mumbit còn đang bắn cho cái team đéo nào ở đâu ấy. Nhưng đâm ra là Mumbit không bằng thằng Snack được. Thằng Snack này về mọi mặt nó còn nhỉnh hơn, nó còn hơn thằng Mumbit. Thằng Chopper thì lại không so sánh được với cả hai thằng này. Nên đâm ra là khó lắm. Cái kiểu bắn của Sprite này dễ bị bắt bài. Bọn thứ hai nó bắt bài dễ quá. Đấy, lại chỉ bây giờ không biết làm gì nữa rồi đấy các bạn nhìn đâu. Thì lại phải quay về chiếm mid chậm. Đấy, bắt buộc bây giờ là phải quay về đánh bài bản. Chiếm chậm thôi, chả biết làm gì nữa rồi. Đấy, thằng Nico xin quả flash ra, nó check đây. Các bạn nhìn đâu. Rồi nó check ra không thấy gì, nó lùi về, nó bỏ mid luôn vì cái timing này nó không còn bom nữa rồi. Rồi thằng Hunter lại về, thằng Snack thì rất là khôn nhá. Tôi phải dùng từ khôn bởi vì sao, thằng Snack nó biết bên kia đánh B 2 lần thua rồi. Một lần là lên lầu bị lầu kẹt xong nó chạy về đúng không, các bạn nhớ không? Một lần là lần vừa rồi thế, ăn ông Snack thì mất hai người đúng không? Sau thế nên ra nó biết là bọn này đi dám đánh B nữa đâu. Nó cool con mẹ về bắt bài 3A luôn này. Ông Hunter về jungle luôn này. Đấy, thằng Hunter về đây luôn. Đấy, các bạn nhìn không? Off Monesi. Rồi một đẩy Ram. Đấy, Monesi đẩy theo cùng. Nhưng Monesi nó bật tâm trước rồi, nó không bị lộ tiếng. Nico bắn cover. Đấy, thế là Monesi về đây. Ăn được một thằng ở nối. Cháu Don đi đầu chết, khổ lắm.
Thằng Don là nó bắn cái râu giống hệt như thằng Matt. Nhưng mà cái râu đấy đi đầu dễ chết lắm, tại vì không có thông tin, các bạn hiểu không? Đi đầu nhưng mà không có thông tin địch ở đâu, rất là khó bắn. Rồi, xong thằng Nico nó bắn hết. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nico làm hết. Góc của Nico các bạn không ai nghĩ là Nico ở đấy. Bởi vì đơn giản là bắt được một thằng ở jungle rồi. Đúng không? Đây này các bạn nhìn này. Đấy, tình huống này này có một jungle này. Đấy. Lộ jungle rồi. Đấy, jungle chết. Thì không nghĩ ra là vẫn còn một city, rõ ràng là bắt được một ông Ram rồi. Biết một thằng ở chân lầu rồi, ăn được một thằng jungle rồi, thế đéo là vẫn còn một thằng city. Đây là một cái tình huống mà rõ ràng là cái trình của con team của thằng Snack nó bắt bài của này chuẩn. Nó kéo đội hình về để nó solo B. Xong là Snack thì ở đây. Rồi, thằng Snack đã biết là trong núi như còn người. Thằng Nico của này nó nhìn thấy, thằng Nico nó nhìn thấy nòng súng, đúng rồi. Em ra mấy anh em ngồi kê. Úi xôi rồi. Bên kia đặt được bom. Thằng Magic đặt được bom. Úi xôi. Thành 3v1 thành 2v1. Quả này. Đây, tôi cho các bạn xem hết quả này đi. Góc này đi cho các bạn dễ hiểu. Vào. Rồi, thằng Magic bắn quả này tốt đây. Thằng Quake quả này còn quả lửa cơ. Đấy. Bây giờ nhá, quả này có hai trường phái xảy ra. Mà thằng Magic xử lý quả này bị non. Nếu mà quả này thằng Snack mà nó bắn được hai thằng kia như vậy là nó sợ chắc ăn thắng rồi. Đầu tiên ấy. Này lộ cái cột này rồi. Tôi nói thật các bạn, cho vàng pro player đéo mà dám chồng đít gỡ quả bom về luôn. Chả có thằng nào dám gỡ luôn. Khi mà biết thằng này nó ở cái cột này, chắc chắn là nó sẽ ra nó ăn, đúng không? Cái thứ hai là ông này còn quả lửa trên người to đùng thế này. Ông chỉ cần căn cái tam minh ra, ông ném mẹ quả lửa là thắng mẹ rồi. Đấy là hết giờ rồi. Quả này chỉ cần câu giờ là thắng rồi. Thế là Magic quả này cũng ấy quá. Magic quả này vẫn cẩn thận quá, lại nhá ra xem thử. Lại nghĩ rằng là ừ có thể là nó gỡ đây. Nhưng mà quả này thì thật sự các bạn là không thằng nào dám gỡ. Chả thằng nào dám gỡ cả. Mẹ. Chả thằng nào biết là địch ở sau lưng mình mà lại ngồi chổng đít thì ngồi gỡ luôn cả. Thế là chuyện gần như là bọn pro nó sẽ không bao giờ nó làm như thế. Thế người quả lửa mà quả đấy chỉ cần cố lách ra ném quả lửa thôi cũng thắng. Quả lửa cháy xong thì cũng hết giờ, cũng là một cách, đúng không? Nhưng quả đấy là cũng bị kiểu bị tâm lý yếu. Nên nhiều người online thì bắn hay nhưng mà đến giải LAN thì dễ bị chốc. Cái thằng Matt nó đứng yên như thằng Don ca. Cái góc này là một cái góc mà các bạn sẽ được bắn chủ động. Mỗi tội là góc này bắn tay phải to vãi lìn rồi. Tay mông to mẹ nó giạt ra nó bắn phát ra mặt cho thì mệt lắm. Góc này phải lắc để không ghi được. Đấy bên kia lại chuẩn bị chiếm đúng không? Bên này trả sớm bốc này. Rồi thằng Monarchy được first mẹ được thằng đầu tiên. Các bạn thấy không? Rồi sau đó trả đồ ra. Ui nó trả thêm lửa. Bên kia đéo lên được. Đấy bên kia khi mà bên kia đấy các bạn nhìn nhá. Đây là tù lắm rồi về phải về đánh bài A. Đấy ném bom ném bài đúng không? Thằng Monarchy trả quả lửa đằng sau. Bích mẹ thằng Don ca rồi. Khổ cháu Don vãi lìn ra. Đấu như thế thằng Orp luôn luôn là thằng chiến thắng. Bởi vì mấy quả giạt thì thằng Monarchy nó giạt nhanh vãi lìn mà nó vẩy rất nhanh. Và nó giật vào rất nhanh. Làm sao mà thằng Don bảo mẹ bắn một viên AK vào mồm nó được những tình huống đấy. Không bao giờ. Đấy các bạn nhìn thằng Monarchy trả quả lửa ra là ăn người phát lộ về. Trả flash sau bên này nó lại trả thêm lửa này. Đấy còn nhiều đồ vãi lìn ra. Đấy, sau lại còn có là Nico hỗ trợ. Sau lại giã tiếp nết vào. Đấy đau chưa. Mẹ thằng Monarchy phản xạ của nó quá nhanh luôn mà. Cháu Don cứ đi đầu. Đi đầu thì làm sao mà sống được. Rồi xong ông này chết. Quả này ông Hunter bị bắt ở đầu đây. Thành mẹ 3v4 luôn mà. Rồi xong Monarchy bắt được Siro. Các bạn thấy Snack không? Snack vẫn giữ mid mà. Rồi bên này đoán là B này. Bên này đoán B đúng không? Nhưng bên này đi A. Tuy nhiên bên này nó lại vẫn để thằng Monarchy nó về. Các bạn nhìn thấy Monarchy đổi vị trí hay không? Đấy nha. Anh em nhìn nha, thằng Monarchy là thằng nhá, nó ăn người ở Ram đúng không? Nó ăn hai thằng Ram nha. Sau nó bỏ ngắm Ram luôn. Bởi vì nếu mà nó ngắm Ram tiếp thì có hai điều xảy ra. Chính là
một mình bắn off, một mình không thể solo ở vị trí ram được, bởi vì lâu nó có thể ra nó bắn các bạn, hai là ram nó có thể ra, và đặc biệt cái thứ ba đó chính là các bạn lộ ở ram rồi, à lộ ở city rồi, thì tất cả nó dạt ra nó sẽ nhìn các bạn, nó sẽ cẩn trọng, nó sẽ làm mọi thứ để nó xem là thằng off đấy đang ngắm ở chỗ nào. Trong khi đó thì nếu mà bắn off mà các bạn bắn mà đối phương không biết các bạn ngắm ở đâu thì các bạn với là một người bắn off với là hiệu quả được. Thế nên ra là nó đổi mẹ của off ra jungle này. Thì đâm ra là tất cả ông Chopper với ông Zonic thì đều sẽ nghĩ thôi, thằng Morrissey nó vẫn ở cái city đấy, chắc chắn là hai anh em này ra cũng nhìn về đây thôi. Thì nó sẽ chủ quan về khu vực jungle này, thì tự nhiên thằng Morrissey nó sẽ có cơ hội được bắn thêm một viên nữa. Thì bắn off lợi thế nhất là khi mà đối phương không biết mình bắn off mà các bạn. Cho nên để đối phương biết mình bắn off rồi, đứng ở đâu rồi thì có khi là nó sẽ ném flash, hoặc là nó sẽ nhảy check, hoặc là nó sẽ nhá, nó sẽ làm đủ thứ để mình bắn viên off ấy đi. Hai các bạn nhìn không? Bây giờ nó ra đây nó kê. Kê ở góc này được một cái lợi nữa là các bạn kê được hai đường cùng một lúc. Bởi vì cái thằng Window ấy, thằng Monesi nó biết thằng ở trên lầu này nó giạt ra nó sẽ nhìn về, nó chắc chắn thằng 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 Zonic này ra là chắc chắn nó phải nhìn về City, tôi khẳng định 100% các bạn, nó vẫn đang đinh đinh là thằng Monesi giờ nó sẽ ngắm ở City, nên đéo bao giờ có chuyện là nó giạt ra ngoài này và nó nhìn vào Monesi đâu, đấy là chắc chắn các bạn thấy chưa. Đấy, theo Monesi tự nhiên đây là nó sẽ kê được cả hai đường đấy, không? Đấy đúng đấy, các bạn nhìn không, Zonic nhìn City kìa, chết luôn này. Đấy, quả này thằng Magic bỏ khéo này. Magic là quả này không để ý. Rồi, đi. Quả này cứu bom hình như là mấy thằng G2 quả này cứu bom hay lắm. Đấy, các bạn nhìn đâu. Thằng Nico quả này rất là lạ. Bình thường nó đi City này đúng không? Chỉ đáng nhẽ là nó sẽ phải, nó phải đi từ cứu từ City lên. Đấy, tại vì nó rất gần bom. Nhưng thằng Nico lại chọn cho mình một phương án là đi để móc. Nhưng vấn đề chắc chắn là đéo thể móc được, nếu không có một cái gì đấy đột biến xảy ra, bởi vì chả có chuyện là đối phương kê. Đấy các bạn nhìn không, thằng Chopper nó kê cả hai đường này, bò qua thì chắc chắn là chết. Nhưng mà bây giờ các bạn nhìn không, thằng thằng Snack đang đang là không lộ, nhưng thằng Snack nó biết thừa là chắc chắn là nó lộ lộ phải không, nó đi đường này nó chỉ kê để nó check gần đã. Đấy, nó biết là kiểu gì nó cũng lộ đấy, đến thời điểm này là nó lộ rồi, bởi vì nó check đéo thấy trong bom, nó nhìn quả bom này nó nghĩ là bọn kia đứng hai thằng jungle. Đấy là một cái. Thứ hai là sao, đến lúc này nó lộ luôn cho thằng Nico, bởi vì cái tham minh này là một cái tham minh mà bên kia nó kê một lúc nó không thấy, thì nó sẽ nghĩ rằng à, đầu tiên nó sẽ nghĩ ra được một điều, đó chính là chắc chắn là không có thằng móc rồi, đấy là điều chắc chắn. Điều thứ hai là sẽ có một thằng ở City đấy, thằng City khả năng cao giờ cũng có khi là vào bom rồi, tại vì đơn giản là cái thằng mà chui lỗ nó phải chui từ lâu rồi cơ, chứ chả có thằng nào xử lý như thằng Nico là nó không chui mà nó cứ ngồi nó kê thôi. Bởi vì đơn giản nó đang chờ thằng Snack, và thằng Snack của ấy biết là à thì nó sẽ lộ cho thằng Nico, thì thằng Nico sẽ không bị check nữa, bởi vì cái tham minh mà các bạn móc chui lỗ là nó qua rồi. Nên đâm ra là thằng thằng Snack rất là khôn, nó ném mẹ quả lửa vào, các bạn nhìn nhau đấy, nó ném quả smoke vào trong bom đấy, xong ông Nico thế là tranh thủ quả đấy à. Đây các bạn nhìn này, trong lúc nó ném phát là thằng thằng Nico chui vào móc được luôn này. Đấy, tôi tua lên cho một tí cho các bạn xem này. Đấy, mấy anh em kia đấy bắt đầu quay lưng này. Đấy, Chopper bắt đầu di chuyển. Đấy, Chopper nó di chuyển như này bởi vì cái tham minh mà đi lỗ qua lâu rồi và không thể có chuyện lúc này vẫn có người kia lỗ được. Đấy là Snack, Snack xử lý quả này khôn, nó vào nó gỡ fake một nhịp, xong nó quắc ra ngoài đúng không, xong Nico tranh thủ quả này thì gây tiếng. Đấy, Nico chết bắt thằng Snack ra nó ăn luôn. Quả này rất là khổ cho thằng Magic. Thằng Magic một là nó đã non rồi, hai nó lại gặp thằng Snack quái quá. Nhìn thằng Snack quả này nó cẩn thận không, đây các bạn nhìn thấy không, nó vào nó gỡ fake một nhịp xong nó quắc ra. Thì ông này lại nghe thấy thằng sau lưng, thì ông này bắn mẹ thằng sau lưng, nó mất mấy giây rồi, quay lại thì nghĩ rằng nó gỡ phải được 3 giây rồi, nên đâm ra đến lúc này là mẹ mới sắp gỡ xong rồi, hoảng loạn luôn thì mẹ phải phải spam vào quả bom. Thằng Snack nó khôn vãi lìn luôn đấy, các bạn nhìn nó đặt mỗi kit nó đi ra, là nó ăn nó trông nhẹ nhàng không, kiểu ao trình về mặt suy nghĩ, ao trình luôn mà, nó ao trình hoàn toàn luôn mà. Thằng Magic làm sao mà nghĩ ra được thằng Snack nó làm như thế ở cái thời điểm này nữa. Đấy, đấy là map 1 này. Rồi, anh em mình chuẩn bị đến với map 2 nhá.